Và thưa quý vị, đây Galadia. Không biết tiếng Việt Nam mình là gì nên là tôi gọi là cúc hết. Cái này là cúc vàng với lại đỏ quý vị. Cái này nó cũng lên hàng năm. Cho nó dễ thì cái loại đây là loại cúc đỏ và vàng. Thì quý vị thấy hôm nay nó đã bắt đầu có một vài hoa nó héo. Cái hoa mà quý vị thấy nó có cái, nó chỉ có cái cục tròn tròn không, đó là cái hoa nó đã héo đó quý vị. Và nó bắt đầu kết hạt. Thì cũng như tất cả các loại hoa khác, nếu mà quý vị muốn cho nó có hoa lâu hơn á thì mình cắt những cái hoa héo đi thì nó sẽ không có nuôi hạt, thì quý vị sẽ ngắm hoa được lâu hơn. Thì thưa quý vị, cái loại hoa cúc này nó là cũng là loại perennial nên nó lên hàng năm. Đó, quý vị cứ nếu mùa đông nếu quý vị muốn cho nó tốt thì mình phủ cho nó một tí hoặc là cỏ khô hoặc là mấy cái mụn gỗ đó để mình giữ cho cái rễ của nó ấm thì sang năm nó lên sẽ tốt hơn. Còn cái loại này thì nó hàng năm nó lên thưa quý vị. Cái đầu mùa xuân quý vị cho nó một tí phân thì thôi là cứ vậy nó mọc thôi, tới mùa đông nó chết rồi năm sau nó lại lên. Cái loại này nó mọc được ở xứ lạnh đó quý vị, như ở cái vùng của tôi là vùng người ta chia vùng á, là cái vùng này là vùng số 3, số 4 tức là vùng lạnh đó quý vị. Và nó mọc rất là dễ. Em giới thiệu với quý vị một cái loại hoa rất là dễ trồng, quý vị chỉ trồng một lần thôi rồi nó lên hàng năm. Đó, xin giới thiệu với quý vị một loại hoa rất dễ trồng ở trên xứ lạnh.